Nhắc đến Naruto thì chắc các bạn sẽ nghĩ ngay đến một thế giới nơi mà chiến tranh xảy ra liên miên và tuổi thọ con người dưới 30 tuổi đều là chuyện bình thường diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, trong số những cuộc chiến khổng lồ đó, có những cuộc chiến nhỏ hơn hay chỉ đơn giản là lục đục nội bộ trong làng lá, hay đơn giản chỉ là lục đục nội bộ trong làng hay gia tộc đã trở thành một sự kiện thảm sát có thể khiến bất cứ kẻ nào run sợ khi nhắc đến. Và trong Naruto, không có ít những cuộc thảm sát đẫm máu đã xảy ra trong thế giới này và khiến cho tên tuổi của kẻ chủ mưu trở nên vang dội khắp cả thế giới. Chào mừng các bạn đến với Ben Chơi Điện Tử và mình là Ben. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem lại những cuộc thảm sát đẫm máu nhất trong Naruto nhé! Nhà Uchiha. Không ai xem Naruto mà không biết đến cái đêm hôm đó. Đêm hôm đó là đêm hôm nào? Đêm hôm đó, cái đêm mà Itachi đã khóc hết nước mắt và rồi lên đồ để đi thanh trừng cả gia tộc của mình. Đối với nhiều người thì đây là một hành động cực kỳ man rợ mà không biết tại sao Itachi lại làm vậy. Còn đối với mình thì sau khi nghe cuộc nói chuyện của Obito và Sasuke xong thì Itachi đích thị là một anh hùng. Thực ra thì cũng chẳng anh hùng mấy vì có nhiều cách để giải quyết hơn là diệt sạch cả gia tộc mình như vậy. Tuy nhiên, có lẽ là vì để lâu thì sẽ không đủ dũng khí để làm nữa, nên Itachi mới quyết định làm luôn vào tối hôm đó. Anh đã phải giết đồng đội cũ, người yêu, bạn bè, thậm chí là cả cha mẹ. Tất nhiên là mém tí nữa là có cả Sasuke. Nhưng vì Sasuke còn quan trọng hơn cả làng, nên Itachi đã không làm như vậy. Thay vào đó, anh đã bỏ lại Sasuke một mình giữa bất động sản đồ sộ của gia tộc Uchiha và rời đi mà không quên gieo rắc nỗi hận thù vào đầu em mình và giao phó vận mệnh của gia tộc Uchiha vào tay Sasuke. Đó rồi vài năm sau đó, Sasuke sau khi kết liễu anh trai mình thì thay vì quay về làng để phục hưng lại gia tộc như ý nguyện của Itachi, anh chàng đã bị Obito bơm đẽo và quyết định sẽ tự mình dọn dẹp sạch cái làng mà anh của cậu đã dành cả đời để bảo vệ. Rất may là vì Naruto cũng mạnh không kém nên mới ngăn được, chứ còn không thì chắc là Itachi phải nghe cả họ Uchiha lải nhải không nguôi ở trên đó rồi. Gia đình Hanzo. Người ta nói rằng trả thù chỉ đem lại thêm nỗi hận thù và chiến tranh. Và nếu như trả thù thành công thì thứ nhận lại được cũng chỉ là sự trống rỗng một cách vô nghĩa. Tuy nhiên đó là đối với con người. Còn đối với Pain hay Nagato, trả thù là một thứ gì đó cần phải làm ngay và luôn. Và tất nhiên, anh cũng biết cách để trả thù mà không tạo thêm sự hận thù và chiến tranh sau đó. Hầu hết những kẻ bị trả thù xong đều có cho mình đại loại như con cháu, bạn bè, anh em thân thiết hay gì gì đó để trả thù lại người đã trả thù họ. Vậy nên, Nagato đã không để chuyện này xảy ra khi anh không chỉ tính tiền mỗi kỳ nhông Hanzo mà còn thanh toán luôn những người thân trong nhà của hắn. Thậm chí là người hầu kẻ hạ, tay sai, đồng minh, thậm chí là cả những đại sứ của các ngôi làng mà Hanzo đã kết giao. Tất cả những người đã từng có hoặc có liên quan đến kỳ nhông Hanzo đều có chung một kết cục trong ngày thanh trừng của Pain. Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn hảo và Pain cũng vậy. Cuộc thảm sát nghe có vẻ như đã diệt cỏ tận gốc. Nhưng Nagato vẫn còn bỏ sót một kẻ, đó chính là Denzo, Hokage bóng đêm của làng lá. Chắc là anh ấy quên mất ai đã thông đồng với Hanzo để khiến Yahiko trở thành một cái xác như thế này rồi. Hoặc cũng có thể là Danzo đã ẩn mình quá kỹ nên Pain không tìm ra chăng. Chứ nếu mình là Pain thì sau khi giải quyết Hanzo xong thì ngay lập tức đến với Danzo để thanh toán kẻ đứng đằng sau cái chết của Yahiko đấy. Konoha, Pain. Chỉ cần đưa tấm hình này ra thì chắc chắn là các bạn đều biết mình đang muốn nói đến gì rồi đúng không? Chỉ cần một đòn là dọn dẹp sạch sẽ. Konoha chưa bao giờ đổ nát tới thế, để cho thế giới biết thế nào là nỗi đau và cũng chỉ vì thiếu một con nữa thôi là Akatsuki sẽ đủ điều kiện để Obito lật mặt. Pain đã đích thân đến Konoha và bắt cửu vĩ để phong ấn. Tuy nhiên thật xui xẻo cho Pain vì lúc này Naruto đã rời làng đến sơn cáp Myoboku để luyện hiền nhân thuật nên không có trong làng. Quá bực mình vì tốn công đến Konoha mà không được giải quyết, Pain đã hỏi từng người trong làng bằng cách tước đi mạng sống của họ thông qua địa ngục đạo và nhân gian đạo. Tuy nhiên, cứ hỏi từng người rồi giết từng mạng như vậy thì chừng nào mới hỏi xong cả cái Konoha rộng lớn như thế này. Thế là Pain đã nghĩ ra một cách hay hơn, quét một lần cho bọn cây cỏ sợ chết khiếp và bắt buộc chúng phải khai ra ngay lập tức. Điều này thì dễ thôi, chỉ cần bay lên trời và cho thế giới biết thế nào là nỗi đau. Thần La Thiên Chinh, tất cả mọi thứ trong Konoha đã trở thành cát bụi chỉ trong một đòn duy nhất. Nhưng vẫn có con đào là vẫn còn để triệu hồi Naruto về khô máu với Pain mà thôi.
Nhưng cũng nhờ có sự kiện này mà Naruto đã có thể sử dụng sức mạnh của mình để chứng tỏ bản thân và được cả làng công nhận. Mặc dù khúc cuối thì cũng phải nhờ một tẹo của Cửu Vĩ để khiến cho fan phải há hốc mồm. Nhưng quy chung lại thì đây cũng là một trận chiến mà Naruto sử dụng sức mạnh của bản thân để chấm dứt nó rồi. Đặc biệt là bí thuật khẩu độn, thông não chi thuật chứa danh của Naruto. Konoha, Cửu Vĩ. Thành thực mà nói thì việc Pain tấn công làng lá khiến cho dân làng cảm thấy chưa có đáng sợ bằng việc Cửu Vĩ tấn công làng lá đâu nhé. 17 năm về trước, vào ngày 10 tháng 10 trong Naruto, lợi dụng việc Jinchuriki Cửu Vĩ đang phải lâm bồn, Obito đã quay trở về làng lá và lôi nó ra khỏi người Kushina để khiến nó tấn công ngôi làng. Tuy nhiên, bản thân là Hokage nên Minato đã không để chuyện này được tiếp diễn. Anh đã loại trừ Obito ra khỏi cuộc chơi và giải thoát Kurama khỏi sự kiểm soát từ Sharingan của Obito. Thế nhưng, Kurama vì mang trong mình nỗi hận hai đời đều bị phong ấn bởi Konoha, nên dù không bị Obito kiểm soát thì đã vẫn quyết khô máu với cái làng này. Cuộc tấn công của Kurama vào 17 năm trước, đối với nhiều người, nó như một thảm họa tự nhiên, không ai có thể ngăn cản được. Cũng chính vì như thế, nên đã không có biết bao nhiêu gia đình rơi vào thảm kịch, bao nhiêu người đã vợ mất chồng, con mất cha, còn mất mẹ, thậm chí là mất luôn cả hai. Và sau khi nghe đồn về việc Naruto là do Cửu Vĩ hóa thành, dân làng đã mặc định từ lúc cậu được sinh ra là thứ cần phải tránh xa mỗi khi gặp mặt. Tuy nhiên, sau sự kiện Pain và Naruto đã có lúc sử dụng sức mạnh của Cửu Vĩ để tấn công, nhưng có lẽ vì cuối cùng cậu cũng đã giành chiến thắng nên không ai nói gì nữa hết. Và cũng từ đây, Naruto cũng đã hoàn thành kỳ vọng cho cha mình khi cuối cùng cậu đã trở thành một người anh hùng thực sự trong mắt người khác. Nhưng vẫn không thể nào sử dụng được sức mạnh của con Cửu Vĩ hết và phải chờ tới chục tập sau, tới trận đại chiến lần thứ tư thì Naruto và Cửu Vĩ mới chính thức trở thành bạn và sử dụng sức mạnh của nhau. Làng xương máu Zabuza. Trước khi đến với cuộc thảm sát nổi tiếng và đã khiến hệ thống giáo dục ninja của làng sương mù phải thay đổi lại toàn diện, hãy bắt đầu một chút với phần lịch sử của ngôi làng này nhé. Trước khi Hokage đệ tứ được lên ngôi và bị Madara điều khiển, làng sương mù nổi tiếng trong việc lựa chọn ninja cực kỳ khắc nghiệt khi tốt nghiệp. Và hầu hết những shinobi thực thụ trong làng đều được xem là những kẻ mạnh nhất vì họ buộc phải tự tay giết chóc lẫn nhau để giành lấy chiếc ghế tốt nghiệp duy nhất. Dám chắc là cái làng nào đó cũng lấy ý tưởng từ ngôi làng này quá. Tuy nhiên, thế lệ tốt nghiệp này đã phải gấp rút được thay đổi chỉ vì một sự kiện đẫm máu đúng chất của làng sương mù. Một đứa trẻ thậm chí còn không phải là một ninja đã tự tay sát hại hơn 100 học viên của học viện một cách dã man và được người đời đặt cho cái tên là con quỷ của làng sương mù và trở thành Anbu của làng kể từ lúc đó. 1.000 ninja làng đá, Minato. Nếu như việc giết đồng minh trong làng là một tội ác và bất kỳ kẻ nào trong phim động đến Konoha đều là kẻ địch thì việc tự tay đắp chiếu cho 1.000 shinobi làng đá ở ngoài chiến trận thực sự là một hành động của một anh hùng đấy. Như các bạn đã biết thì chiến tranh là một thứ mà không ai muốn có và một khi chiến tranh bùng nổ thì không chỉ có quân lính là chịu ảnh hưởng mà ngay cả người dân, những người vô tội cũng sẽ bị cuốn theo cuộc chiến này và chắc chắn là đệ tứ cũng phải hiểu rõ điều này rất nhiều. Khi để chấm dứt chiến tranh một cách nhanh nhất có thể, đệ tứ đã sử dụng đến kỹ năng của mình để tiêu diệt hết 1.000 shinobi của làng đá và bắt buộc Tsuchikage phải miễn cưỡng chấp nhận hiệp ước hòa bình ngay lập tức. Kể ra thì cũng ghê đấy, nhưng nếu sử dụng máy thuật mạnh mạnh như là thần la thiên chinh hay bom vĩ thú như ai kia, tuy nhiên cái đặc biệt ở cuộc thảm sát này là đệ tứ chỉ sử dụng mỗi kunai và rasengan để đắp chiếu cho từng người mà thôi. Và cũng nhờ có vậy nên ánh chớp vàng của Konoha mới trở nên cực kỳ nổi tiếng, đến mức mà có lệnh rằng nếu gặp Minato thì cũng phải bỏ chạy ngay lập tức nữa cơ mà. Và cuối cùng là cuộc tàn sát ở World 4. Nói về chiến tranh tàn khốc thì mỗi lần chiến tranh đều có một sự tàn khốc khác của nhau. Tại đại chiến lần thứ 3, chúng ta tuy không được tận mắt chứng kiến, nhưng những hậu quả để lại về sau của nó là cực kỳ nhiều. Và đặc biệt nhất là nó đã trở thành lý do để một sim chúa nào đó trở nên hận thù thế giới và khơi mào đại chiến lần thứ 4. Tuy nhiên, điều khác biệt nhất giữa đại chiến lần thứ 4 với các đại chiến khác đó chính là lần này các làng bắt tay với nhau để tiêu diệt cùng một kẻ thù chung. Và lần này, họ không phải chiến đấu với các shinobi có ngang chiều cao với họ, mà phải chiến đấu nào là thập vĩ, nào là kẻ sáng lập ra Konoha. Ê sai rồi, chỉ chung tay thôi, chứ còn chẳng được làm Hokage nữa cơ mà, chỉ lộn xíu. Nào là thập vĩ, nào là kẻ chung tay sáng lập ra Konoha, xong rồi bị gia tộc quay lưng, rồi tự ái bỏ làng đi bụi, rồi gây war lần thứ 4.
khiến cho ngũ đại cường quốc lần đầu bắt tay với nhau để chiến đấu với kẻ thù chung. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà cả thế giới lại phải chung tay với nhau để đánh với một ông già và một thanh niên. Cả hai người này là cực kỳ mạnh, mà không muốn nói là những mầm mống hủy diệt thế giới. Obito và Madara, bọn họ đã ẩn mình âm thầm thực hiện kế hoạch cho tới khi thập vĩ được hồi sinh và đem đến cái chết cho cả thế giới. Trong trận đại chiến lần thứ tư, có lẽ là cuộc chiến ấy đã lấy đi nhiều sinh mạng nhất trong cả bộ phim, khi mà chỉ với một cú khạc đờm của thập vĩ cũng đủ để quét sạch toàn bộ quân đoàn chỉ trong nháy mắt. Và thương tâm hơn nữa là chồng của các chị em là Neji đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến này để bảo vệ anh hùng của thế giới. Mặc dù trên phim, các bạn đều thấy rằng ngoài Neji ra thì tất cả thành viên của Konoha 11 cùng với Sasuke hay các nhân vật thần quen khác đều vẫn còn sống và bị đầy đến thế giới Boruto. Thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, số lượng người chết trong đại chiến lần thứ tư là rất nhiều, nhiều tới mức mà làng lá có riêng một ngày để tưởng niệm các Shinobi đã bỏ mạng trong cuộc chiến hàng năm, và toàn bộ dân làng phải có mặt để tưởng niệm những người đó. Mà không chỉ riêng ở làng lá mà còn các làng khác nữa cơ, số lượng người chết nhiều tới mức phải tưởng niệm tập thể hàng năm thì các bạn cũng thấy nó kinh khủng tới mức nào rồi đấy. Và đó là những cuộc thảm sát mà đối với mình là thương tâm nhất trong thế giới Shinobi đầy khắc nghiệt này. Nếu như cảm thấy cuộc thảm sát nào nghiêm trọng hơn, đáng chú ý hơn trong Naruto thì đừng ngần ngại mà comment phía dưới cho mình biết với nhé. Còn giờ thì nếu yêu thích video của mình thì hãy để lại một like, một subscribe cho kênh Benchy Điện Tử để ủng hộ mình cho các video tiếp theo nhé. Tạm biệt.